xin chào tất cả mọi người hãy đi làm một cái dụng lúc kỳ phát kiến khoan đi để kiếm tiền đi bộ nhưng mà thực tế mình sẽ xem thực nha và mình cũng đã ấn để duyệt kiếm tiền là mình sẽ không nhau vào đây này tất cả các phần thưởng rồi đây ăn sang không có vào những ngay mũ và đi bộ cháu nhìn bước này và có má giới thiệu ổn để sự được mấy kết bạn và nhập má nữa có sự phản hồi phiên bản 1.05 nhé. Em sẽ tiếp tục vào bên đây này. Và rút được tiền 1 triệu 500 thì 2.500 coi nhé. 2 triệu 500 coi nhé. Đấy. Thầm 1 triệu 150 này. Không biết nó có rút được không này. Và mình sẽ cùng nhau chờ đợi diện trong vòng 4 ngày nữa nhé em sẽ đợi tiếp theo xem nó không phản ứng như nào nhé, xem không nhiên được không. Còn một nghìn rút rất là dễ rồi. Rút một lúc là được này. Còn một triệu một trăm trao rút một trăm năm này. Quá. Đấy, nó à, mới được đây. Giờ sẽ thử đợi thêm vài ngày này này. Không đáng chuyện này mới. Thêm vài ngày nữa nha. Còn bốn ngày nữa này. Con nhật các mát thưởng này rất là nhiều. Như nhiều quảng cáo Nguyễn lừa đảo cái gì này chưa rõ nha Để coi tất cả các thứ đây đủ trong này hết luôn Và sẽ đợi thêm 4 ngày nữa Xong nhau xem kết quả tiếp theo nữa Mình đã làm được 60 coi Nhìn quá là dễ mùi Chút cá được luôn nè rồi bây giờ đi Khi đến đây là kết thúc như xong nha Mà anh đã xem bây giờ tiếp theo của mình nha Hẹn bắt thật sự là dù được không nha Cùng nhau xem mà kiểm dưỡng nha Nó không thể Hay làm một cái này cũng mất thời gian đấy Mất thời gian rất này nhỉ